Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Trên Facebook cá nhân vào ngày hôm qua ngày 16 tháng 4, Tuấn Hưng khiến cộng đồng mạng vô cùng xôn xao khi chia sẻ về việc bị kẻ xấu mạo danh cảnh sát giao thông để lừa gạt. Theo đó, anh bức xúc cho biết sáng sớm ngày gia đã có một cuộc điện thoại không rõ ràng và cần phải điều tra. Họ tự xưng là phòng cảnh sát điều tra giao thông tại Đà Nẵng yêu cầu xác minh rõ sự việc tai nạn xảy ra lúc 23 giờ ngày 28 tháng 3 tại khu vực Đà Nẵng. Nói mình lái xe biển số 43B, sơ sơ sơ, nhà toàn xe biển Hà Nội làm gì có xe biển 43? Đáng nói, vợ chồng Tuấn Hưng đang đi công tác ở Quảng Ninh, nhưng những người trên vẫn khăng khăng yêu cầu anh cung cấp số chứng minh nhân dân ngày tháng nơi cấp để điền vào hồ sơ. Nhận thấy điểm nghi ngờ, anh liền đặt câu hỏi, ơ, ờ, tôi có vi phạm đâu mà điền vào hồ sơ? sự việc này có gì đó mờ mờ ám ám đồng thời anh chia sẻ số điện thoại người gọi để bạn bè người hâm mộ cảnh giác tránh bị rơi vào trường hợp kẻ xấu lợi dụng tuấn hưng kể lại câu chuyện bị kẻ xấu gọi điện lừa đảo và nhận được rất nhiều bình luận quan tâm từ khán giả phía nhân vật tự xưng là công an đà nẵng yêu cầu xác minh tuấn hưng gây tai nạn tại đây trong khi anh và vợ đang ở quảng ninh chính sự thiếu logic này đã khiến nam ca sĩ sinh nghi